Vâng, xin được chào buổi sáng hai anh. Dự báo là trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng, còn với Tây Nguyên và Nam Bộ thì vẫn phải cảnh báo với hiện tượng mưa dông kèm theo cả dông lốc và sấm sét nguy hiểm. Thưa quý vị, ở Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội thì hôm nay tiếp tục có nắng nóng và cường độ thì có giảm so với những ngày trước, nhưng mức nhiệt phổ biến toàn miền vẫn sẽ là từ 34 cho đến 36 độ. Thời gian nóng chủ yếu từ 12 giờ đến 16 giờ, còn buổi sáng và tối vẫn có gió và không khí thoáng đãng. Với miền Trung thì trong ngày hôm nay trời sẽ nắng mạnh liên tục từ sáng cho đến chiều. Tuy nhiên thì đợt này mức độ nắng nóng không gay gắt. Các thành phố như là ở Quảng Ngãi, Huế, Đông Hà trở ra Hà Tĩnh, Thanh Hóa, nhiệt độ phổ biến sẽ là từ 34 cho đến 36 độ. Đợt nóng lần này ở miền Bắc và miền Trung sẽ còn kéo dài thêm 2 đến 3 ngày nữa. Nắng nóng kéo dài thì khiến cho nhiều người mệt mỏi, nhất là đối với những ai mà phải lao động ở ngoài trời. Nếu không cẩn thận thì rất dễ bị say nắng và cảm nắng. Quý vị nên có chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý, nghỉ khoảng 10 phút sau mỗi tiếng làm việc và nên sử dụng các vật dụng chống nắng để bảo vệ cho vùng đầu, cổ cũng như là gáy. Và vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Còn bây giờ xin được quay trở lại với đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, thưa hai anh, chiều nay thì mưa dông sẽ tiếp tục quay trở lại với các tỉnh thành ở khu vực phía Nam và có những điểm mưa to cục bộ đấy ạ. Mưa sẽ xảy ra trong khoảng từ 14 giờ cho đến 18 giờ ở hầu khắp các tỉnh thành ở khu vực Tây Nguyên cũng như là Nam Bộ, và không loại trừ có những điểm mưa to, mưa vừa, cục bộ có những nơi là trên cả 50 mm. Quý vị lưu ý là 30 phút đầu của cơn dông sẽ là thời gian nguy hiểm nhất và dễ kèm theo cả dông sét cũng như là gió giật mạnh. Còn buổi sáng cho đến trưa thì trời sẽ còn nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất tại các thành phố như là Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột xuống đến Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ và Cà Mau sẽ là từ 30 cho đến 33 độ. Trong đó ở khu vực miền Bắc cũng như là miền Trung thì ít có khả năng mưa, ban ngày thì trời vẫn sẽ tiếp tục có nắng nhưng mà cường độ nắng giảm. Ở miền Trung thì số điểm nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở Đồng Hới, Đông Hà, Huế và Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất sẽ là từ 35 cho đến 36 độ, còn những nơi khác phổ biến sẽ là từ 31 cho đến 34 độ. Mức độ nóng cũng sẽ giảm dần ở khu vực miền Bắc vào ngày hôm nay, rất ít điểm có nhiệt độ cao 37 đến 38 độ. Ở thủ đô Hà Nội cũng như là các thành phố Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn sang đến Hà Giang, Lào Cai và Điện Biên Phủ sẽ vào khoảng 34 cho đến 36 độ. Sẽ được chuyển sang thời tiết biển, ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục ổn định, ngày hôm nay trời sẽ có nắng, gió thổi nhẹ. Còn quanh huyện đảo Trường Sa thì lưu ý là trời sẽ tiếp tục có mưa dông, đề phòng kèm theo cả lốc xoáy và gió giật mạnh. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay, còn bây giờ xin được quay trở lại với đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh.